Sau 4 vòng đấu thì câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Sức mạnh của đội bóng không chỉ đến ở chất lượng đội hình, lối chơi mà còn đến từ tinh thần đồng đội và khát khao chiến thắng. Và đây hứa hẹn sẽ là một thử thách với đương kim vô địch Công an Hà Nội. Thép Xanh Nam Định là đội duy nhất toàn thắng 4 trận mở màn V-League 2023-2024 và độc chiếm ngôi đầu bảng hơn đội nhì bảng Đông Á Thanh Hóa tới 4 điểm. Nếu nói Nam Định có được thành công này nhờ sở hữu một đội hình chất lượng thì cũng chưa hẳn. Về nội binh, so với các đội bóng hàng đầu khác, Thép Xanh Nam Định chỉ sở hữu một tuyển thủ quốc gia duy nhất là Văn Toàn. Thế thì ngay từ đầu giải thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Do vậy là các cầu thủ của chúng tôi khởi đầu mùa giải đến bây giờ tôi cảm thấy hài lòng. Tôi đánh giá là những ứng cử viên vô địch của họ cũng đang rất là quyết tâm mà chúng tôi chưa gặp họ. Do vậy là cũng chưa nói trước điều gì, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận. Điều làm nên thành công cho Thép Xanh Nam Định chính là lối chơi tập thể mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang xây dựng. Cùng với đó là tinh thần thi đấu máu lửa, đoàn kết và khát khao chiến thắng mỗi khi bước ra sân. Thành công đến lúc này của Thép Xanh Nam Định cũng có thể coi là một sự khích lệ, cổ vũ tinh thần cho các đội bóng không có tiềm lực mạnh nhưng luôn khát khao vươn lên. Ở vòng đấu này, Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đương kim vô địch Công an Hà Nội trên sân nhà. Hai trận đấu được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn tường thuật trực tiếp là Maryland Quy Nhơn Bình Định gặp Đông Á Thanh Hóa và câu lạc bộ Hà Nội tiếp Sông Lam Nghệ An. Với bóng đá quốc tế thì vòng chung kết Euro 2024 sẽ được khởi tranh sau đây khoảng 6 tháng nữa. Và một tin vui là các khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được thưởng thức một mùa hè bóng đá trọn vẹn khi mà trong ngày hôm nay thì bản quyền giải đấu này tại Việt Nam đã chính thức được công bố. Sau một quá trình đàm phán, Tổng công ty Viễn thông Viettel đã chính thức sở hữu bản quyền vòng chung kết Euro 2024. Những trận đấu sẽ được phát sóng trên các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên ứng dụng TV360. Euro là một cái giải đấu có thể nói là có sức nóng thứ hai sau World Cup. Cho nên là cái việc sở hữu Euro sẽ là cơ hội cho Viettel thứ nhất là khẳng định cái vị trí thương hiệu của TV360 trong lòng khách hàng và khán giả. Cái thứ hai là qua đây thì TV360 cũng xác định là cơ hội để phục vụ khách hàng của mình cách tốt hơn. Bên cạnh vòng chung kết Euro 2024, TV360 cũng sở hữu thêm nhiều giải bóng đá khác thuộc hệ thống của UEFA như vòng loại Euro năm 2028, UEFA Nations League cũng như là các trận đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Kể từ chiếc vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, chuỗi ngày ngọt ngào vẫn chưa khép lại với Lionel Messi. Siêu sao này tạo ra những thành tích đáng nhớ cùng câu lạc bộ Inter Miami kể từ khi sang Mỹ thi đấu, giành quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp một cách thuyết phục. Và anh sẽ còn khép lại năm 2023 một cách thật trọn vẹn với danh hiệu vận động viên tiêu biểu của năm. Lionel Messi đã được tạp chí danh giá Times bầu chọn là vận động viên của năm. Sau khi cập bến Inter Miami, anh đã để lại dấu ấn lớn khi đưa câu lạc bộ này tới danh hiệu League Cup đầu tiên trong lịch sử và lọt vào chung kết US Open Cup. Hơn nữa, siêu sao người Argentina còn đóng vai trò quyết định trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Martino. Anh đóng góp 11 bàn thắng và 5 đường kiến tạo chỉ sau 14 trận. Hiện tượng Messi ở MLS đã vượt ra khỏi lĩnh vực thể thao, trở thành nhân tố tạo nên sự thay đổi cho bóng đá Mỹ. Quốc gia đang chuẩn bị đăng cai các giải đấu quan trọng trong những năm tới như Copa America 2024, FIFA Club World Cup 2025 và World Cup 2026. Thưa quý vị, PGA Tour vừa mới công bố những danh sách đề cử cho PGA Awards 2022-2023. Đáng chú ý là những đề cử dành cho danh hiệu đó là golfer của năm và tân binh của năm. Năm người được đề cử cho giải thưởng tay golf xuất sắc nhất năm 2023 của PGA Tour là Clark, Hovland, McIlroy, John Rahm và Scheffler. Bốn người được đề cử cho danh hiệu tân binh của năm 2023 là Abbott, Eric Cole, Echevarria và Norman. Các giải thưởng tay golf của năm và tân binh của năm được xác định bằng phiếu bầu của các thành viên. Trong đó, chỉ có các thành viên PGA Tour đã chơi ở ít nhất 15 sự kiện FedEx Cup chính thức trong mùa giải 2022-2023 mới đủ điều kiện để bình chọn. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 15 tháng 12, lúc 5 giờ chiều, theo giờ địa phương ở Mỹ. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 1 tại The Century, sự kiện đầu tiên của mùa giải FedEx Cup 2024, khi PGA Tour trở lại lịch thi đấu theo năm dương lịch. Trong những năm gần đây thì PGA Tour liên tục có những sự thay đổi và lớn nhất là việc sáp nhập với Liên Cup
Tuy nhiên là trong thời gian tới đây thì hệ thống thi đấu này hứa hẹn là sẽ còn có những sự thay đổi lớn hơn, tuy nhiên không phải về mặt quản lý mà là về thể thức thi đấu của các thành viên. Theo nhiều nguồn tin, hệ thống giải PGA Tour đang nghiên cứu phát triển một trái bóng mới để giúp cho các giải golf trở nên hấp dẫn hơn. Cụ thể, theo các nghiên cứu ở nhiều giải đã qua, các tay golf đang ngày càng cải thiện độ dài của các cú driver, qua đó khiến thành tích tổng của các tay golf trở nên tốt hơn rất nhiều. Trái bóng mới mà PGA Tour nghiên cứu phát triển sẽ nặng hơn những trái bóng cũ, qua đó khiến khoảng cách của những cú driver giảm khoảng từ 10 đến 20 mét. Sự thay đổi về trái bóng golf sẽ tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ tới chiến thuật thi đấu của các tay golf, nhưng sự thay đổi này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn nhiều tới các nhà cung cấp bóng golf. Cụ thể, các chuyên gia dự tính, các công ty cung cấp bóng golf sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la để thay đổi toàn bộ chỗ bóng được sử dụng trên toàn thế giới. Rất may cho các tay golf cũng như các nhà cung cấp bóng là PGA Tour dự định chỉ đưa ra những sự thay đổi này vào mùa giải 2028 mà thôi. Vì vậy, nên họ vẫn còn nhiều thời gian để thích nghi cũng như phát triển các công nghệ phù hợp với trái bóng golf mới. Rafael Nadal sẽ tham dự buổi lễ bốc thăm chính của Australia mở rộng 2024 vì đã có những thông tin cho rằng tay vợt người Tây Ban Nha sẽ sử dụng thứ hạng được bảo vệ của mình để tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam, Rafael Nadal gần như phải ngồi ngoài toàn bộ mùa giải 2023 vì chấn thương hông và rớt xuống vị trí thứ 664 trên bảng xếp hạng ATP khi chỉ có 45 điểm. Vào thời điểm giải quần vợt Australia mở rộng 2024 bắt đầu, Nadal sẽ không có điểm nào vì sẽ mất số điểm còn lại mà anh tích lũy được ở giải đấu năm ngoái. Nhưng tay vợt vĩ đại này sẽ có tên trong danh sách tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2024 khi anh có thứ hạng được bảo vệ ở vị trí thứ 6. Một số ngôi sao hàng đầu khác sẽ sử dụng thứ hạng được bảo vệ để tham gia giải đấu như Cilic ở vị trí thứ 21, Shapovalov ở vị trí thứ 27 và Raonic ở vị trí thứ 33. Những tay vợt này cũng sẽ được tham dự lễ bốc thăm như Nadal. Thứ hạng được bảo vệ là thứ hạng chỉ định cho một tay vợt không thể thi đấu ở bất kỳ sự kiện quần vợt nào do chấn thương trong tối thiểu 6 tháng. Nadal xếp ở vị trí thứ 6 khi ngừng thi đấu vì chấn thương, do đó được xếp ở vị trí thứ 6 khi được bảo vệ. Tay vợt Jannik Sinner đã có một năm 2023 thành công rực rỡ, đặc biệt là ở thời điểm cuối năm khi anh giành chức vô địch Davis Cup cùng với đội tuyển quần vợt Italia và sau đó là danh hiệu Á quân tại ATP Final 2023. Đây cũng là cơ sở để Jannik Sinner hướng tới một năm 2024 thành công hơn nữa. Trong một chia sẻ với kênh truyền hình Eurosport, tay vợt người Italia Jannik Sinner cho rằng mùa giải 2023 là một trong những mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của anh. Ngoài danh hiệu ATP 1000 đầu tiên trong sự nghiệp tại Canada mở rộng, chức vô địch tại Davis Cup cũng có nhiều ý nghĩa với Sinner, bởi đó là lần đầu tiên mà đội tuyển Italia vô địch Davis Cup sau 47 năm chờ đợi. Bên cạnh đó, việc thắng được tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tại vòng bảng của ATP Finals cũng như là tại bán kết của Davis Cup cũng mang lại sự tự tin lớn cho Jannik Sinner. Tay vợt người Italia cho rằng, sau năm 2023 thành công, 2024 sẽ là năm mà anh cần phải giữ vững phong độ để hướng tới những thành công lớn hơn, ví dụ như danh hiệu Grand Slam hay vị trí số 1 thế giới. Sinner nhận ra rằng sự ổn định chính là điều quan trọng nhất với các tay vợt trẻ khi nhiều người đã có được danh hiệu số 1 thế giới nhưng không thể duy trì được nó trong thời gian dài. Và Jannik Sinner sẽ không mắc phải sai lầm như vậy mà muốn có được sự phát triển vững chắc và bền vững. Trong ngày hôm qua, đội đua Red Bull đã gửi lời tri ân tới toàn thể các thành viên sau một mùa giải 2023 đầy thành công. Đương nhiên là những lời tri ân này không chỉ được gửi tới các thành viên ở đội ngũ kỹ thuật luôn xuất hiện ở các chặng đua, mà còn được gửi tới các nhân viên tại nhà máy sản xuất động cơ cũng như bộ phận phát triển xe của đội Red Bull tại Áo. Những thành công của đội đua Red Bull trong mùa giải 2023 có phần không nhỏ tới từ những anh hùng thầm lặng này, và họ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng nếu đội đua Red Bull muốn đạt được những thành công mới trong tương lai. Ở mùa giải F1 2023, hai tay đua Max Verstappen và Sergio Perez đã giành chiến thắng 21 trong tổng số 22 chặng đua, đạt tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong một mùa giải với 95,5%, và còn nhiều thông số ấn tượng khác, ví dụ như dẫn đầu nhiều vòng đua nhất, giành nhiều điểm nhất và tạo ra khoảng cách điểm số lớn nhất so với đội đứng thứ hai.